đâu nhỉ, mỗi thứ cho những cái gì mà cho ra rồi lòng thì cho ra để riêng ra để tí nữa băm này. Cái này nhiều nào không anh? Rồi cái này là vừa làm hết. Đâu thấy rồi nào? Chứ cũng chuẩn bị cái rau thơm nước thứ ra. Hello mọi người nhé, thì hôm nay lại quay trở lại với cái kênh YouTube mình lại làm cái món tiếp theo mọi người. Hôm nay ở gia đình mình đang mấy anh em mấy chú cháu thì mình đang làm thịt một con lợn rất to, và hôm nay nguyên một cái cỗ lòng ở hiện tại ở khu vực này đây, mọi người nhìn thấy chưa, nguyên một cái bộ lòng lợn mà nó con lợn này nó rơi vào tạ hai đấy. Và lát nữa thì mấy chú cháu anh em mình sẽ chế biến cái món lòng rồi mọi người. Đây chú Thắng chú ấy đang băm mấy cái lá mỡ của nó để lát mình nhồi lòng thôi mọi người đấy. Sáng ngày nhưng mà cũng nhiều tài lắm. À mà cũng bật mí luôn nhé mọi người nhé, chú Thắng này nếu mà ai mà có yêu mến thì ghé qua cái kênh của chú ấy, chú cũng có một cái kênh YouTube nhá, là Thắng Chợ Chùa mọi người nhá, thì vào ủng hộ chú gái cho có tinh thần động lực nhá. Đây còn đâu ạ? Nói chung là mấy anh em chú cháu mình hôm nay cũng được ngày nghỉ mát mát rồi. Đây mọi người nhìn này. Đấy. Đây chú Dũng chú mặc cái áo rất là xì tin luôn, là còn cái nịt này. Đấy. Đây nguyên một cái này, lá lách này mọi người. Phổi ở đây, phổi này. Đấy, lá lách này. Mấy cái lá mỡ này. Mình sẽ băm hết để lát mình nhồi lòng. Còn thơm mà, ở trên em còn thơm mà. Được rồi, từ đấy. Đấy anh quay review lại mấy cái đồ này cho mọi người cùng xem. Đây bộ lòng của nó này mọi người nhìn này. Nguyên một cái bộ lòng này. Bao gồm có lòng già này, lòng non này. Đấy mọi người nhìn đi. À, nó luôn là cái con lợn này đâu. Nó là con lợn cái mọi người nhá. Đây. Cái chàng lợn này mọi người nhìn chưa? Đấy, nguyên một cái chàng lợn rất to còn. Cái chàng lợn này nó phải rơi vào tầm khoảng cân đấy mọi người, dạ con đấy. Đấy, đây cũng là cái mỡ thừa của nó này, đây và gan này, tim này, xương họng, dạ dày, đấy, rất nhiều thứ luôn. Bây giờ cái này là băm thôi. Đây là chú Dũng là chuẩn bị ít hành khô để lát nữa mình cũng sẽ băm vào cái băm luôn đó, băm vào cái chỗ kia. Chỗ cái lòng nhồi ấy. Anh đội mũ xanh xanh anh Cao Cường ấy. Chào mọi người. Còn anh áo đen như này là anh Thắng. Anh đây. Anh đang băm thịt lợn. Tay ngược bấm ngược cam này, còn đây là mình. Còn đây là mình nha các bạn nhé, mình ấy, mình. Nhưng mà nó
Đấy, mực con này. Con luôn hả? Đây, đưa em con kia. Con mực con bò này cho nó băng nó xuống. Để tôi nhớ nhé. Đây mọi người, khi mà bán xong rồi bắt đầu mình sẽ cho vào cái phần tiết lúc vừa mình để lại đấy. Đấy, một phần là lấy tiết canh của một phần là mình sẽ nhồi lòng. Cái cho thêm mì chính vào nó đông ngay là đấy, nước mì chính mà cho đông là mình nhồi nó dễ. Một chậu này thì nhồi về tầm 20 mét nòng hay là 29 mét, 1 km rồi tầm mấy trăm mét lọc được đấy. Thì rơm rửa qua đây để lát nó buộc đầu. Còn đây là đằng sau đi bước các tên đầu cuối cùng. Ok chưa? Kê thì bây giờ thì cái việc gọi là nhồi thôi. Bên này tiết rau đấy để có chậu to như này là bên này tầm khoảng 1 km nào. Cứ nhồi đủ thôi, xong rồi cho vào luộc chúng kia chúng mới là tất cả gan. Ở đây là anh gặp cao cửa này đấy. Hạnh let's go các bạn đấy. Kia cái xa cái nồi đằng kia là bên trong là rất nhiều thứ luôn, nguyên là một đầu con lợn và tim này, gan này, cuống họng này, đồ đánh tiết canh là đây là tất cả luôn. Nguyên là lô cạng con lợn ở trong đây hết các bạn ạ. Đây và cái chú một cao thủ lên là chú ấy đang chặt cái nàng là giải phẫu cái đầu lợn, cái bộ hài cốt, chú đang giải phẫu cái bộ hài cốt đấy. Đang chuẩn bị sôi rồi. Và con lợn này con lợn cái nên có bộ phèo rất là ngon. Kìa, này cái bộ phèo này 1,5 cân, nguyên một bộ phèo là 1,5 cân, mà phèo bây giờ mình thấy là rất là đắt, là 400.000 một cân. Thế là riêng hôm nay là buổi tối ngày hôm nay là đã có một cái bộ phèo là 600.000. Đây các bạn, ok các bạn nhá, này dùng này cho tôi. Về đi. Đấy, sau một hồi là mấy bác cháu chú cháu rồi được nguyên một chậu rồi mọi người nhìn này, nguyên một chậu năm nguyên một chậu luôn, lòng rồi luôn đấy. Đấy bây giờ chờ bác Kiên bác cái buộc vào cái đầu này, bắt đầu là hai bác cháu mình cho lên nồi nhé, hình lên nồi. Đấy, cái nồi này đang chờ sẵn rồi, cái nồi này thì mình đã luộc nguyên một cái đầu lợn này đấy, tim gan ở trong này hết, nồi này gọi thập cẩm luôn. Bây giờ vứt cái này ra cho cái lòng lên luôn. Có không sao đâu bác, cái đấy thực ra là bác đấy. Xào dưa. Ừ, để làm được. Sao vậy, ăn nhiều thì ăn còn hơn là tốt. Ừ. Ở chỗ đấy đúng không? Đủ rồi đấy. Hết rồi. Kia còn đây nhưng mà đổ cái này còn rớt ra ngoài. Có rớt mấy cái này ra ngoài. Thank you.
giờ vớt cái nguyên cái đầu ra. Đây là chín rồi, là chín rồi. Tạ hai to nhỉ. Đấy, cái đấy trong được canh ra còn bao nhiêu? Mai cần cái ở trong kia nòng non đấy mình cũng cho hết vào để luộc chung với này nữa. Cái gì cơ? Thế chủ yếu của đấy chưa biết. Mà nó lấy cái sạch hết rồi đó, mình còn chi tiết nào nữa. Đấy, cái tràng lợn mọi người nhìn cái tràng lợn nó to vĩ đại luôn. Con này nó tạ hai cái tràng lợn nó phải cân đúng cân rưỡi. Đấy, khủng khiếp chưa? Quá khủng khiếp luôn. Đấy, có 102 nhá. Cũng có 102 gì. Tràng lợn to. Ná gan to như ná gan như cái con mò. Thế là được rồi, nhưng mà bánh đấy lá gan nó ná gan như là một ná gan gan trâu luôn. Có to tạ hai của nó cũng như thế thì còn à, còn lửa nửa còn hai còn một thận đấy, một thận sao cái mõm này nữa mà đấy lúc vừa nó mới một nửa thôi. Chín hết rồi, bây giờ vẫn có trong. Bóng bóng, quả bóng bóng. Ngày xưa chà con nó vẫn xin để đá bóng đấy, đá bóng xong tí lại cho vào nồi ăn. Đây, đây mấy cái đồ này này lát đánh thức canh đấy mọi người. Đấy. Đây là cố hậu, cố hậu để lát nó vớt cái canh. Lát nữa khi mà lấy cái canh đạn thì chắc chắn là chú nghị mình sẽ gọi là trực tiếp làm cái món đấy, rồi mình lấy mình sẽ review cái món tiết canh lợn cho mọi người mình xem. Riêng con lợn hôm nay có một tạ hai này, tiết canh thì chắc chắn là phải ngập mâm. Tìm như là con ăn tìm bắn nó bái chết. Chú ơi cho từ từ vào, bây giờ cho nguyên cái cỗ lòng này vào từ từ để luộc. Lòng dài 2 km mốt. Ô, ít nước ô. Nước tí mình chế vào, cứ để cho hết cái này vào đã, bắt đầu mình chế sau. Thì sao chú không cho lòng dài ăn trước? Ôi giời ơi. Thì cái này như thế. Nó nằm ở lỗ bên trên rồi, chả nhẽ lại bới thằng bên dưới chứ. Đúng rồi. Xong cái kia làm ngon kia để lên trên đi. Và bao phiên nhỉ? Đồ cả. Cục tiếp luôn, tiếp luôn. Ok, đấy không phải. Đấy, nào thêm nước cái gì nữa đây uống. Một nồi này. Nó đẻo quá, cứ tưởng là cái này nằm ở chưa rồi nhưng mà Rồi nhưng mà nó không tới. À. Nó không hết được. Thôi được rồi, cả để nó có cái độ co giúp sao ạ? Đúng rồi, còn phải châm. Đây bác ơi. Cái này cho nước trắng để trắng qua này cho nó vừa là hết vừa tầm xịt xịt luôn đấy. Lên rửa đi, lên rửa đi. Qua như là đã xong quá thì sơ chế nguyên bộ lòng con lợn tạ hai rồi đấy mọi người đấy. Rồi chờ cái này nó chín cái là mấy bác cháu lên mâm quái chén thôi, đổ hết vào cái để cho luộc trong vòng tầm 15-20 phút được thì bác nhỉ, đến từ lúc tôi ok rồi đại vung kết thúc cuộc chơi. Cái này to hết cỡ rồi. Nóng non ra. Nóng non tí nữa. À, đẹp, ok. Nóng non tí nữa. Rồi, ok. Hai em chén đi. Nè, Canada đâu mà thuê hẳn thuốc thử liều cao từ Canada về để thử xem mà cái bộ lòng con lợn tạ hai này xem nó làm sao đây. Đây là thành quả của mấy đứa cháu anh em mình đã xong rồi mọi người. Chú Dũng, test thử cái xem nào. Cho chú Dũng với lại cô Tún, Missy Tún đến từ Canada. Phèo lợn các bạn ạ. Phèo lợn, phèo lợn. Và eo phèo, huyền phèo. Người ta gọi là bộ tràng lợn đấy đúng không? Ăn thử miếng rồi cho cảm nghĩ cho mọi người. Người biết cái nào? Cái bộ này là đắt lắm này. À, 400 nghìn một cân. Rồi nói rồi, bây giờ nó phải lên 450 rồi. Mình phải ăn. Bây giờ lợn để 300 đấy. Ngon không? Còn hôm nay nó đắt. Nó tuyệt vời lắm. Tuyệt vời luôn nhỉ. Cắn một miếng mà nó giòn. Giòn tan. Thế được. Thơm lắm. Sao rồi, thuốc tử liều cao Canada, sao là Mr. Tút? Ngon.
ăn từ miếng sao? Phát biểu cảm nghĩ đi. Ủi giời, tự nhiên đi chứ sao? Biết đâu một ngày đẹp trời cái món này nó lại sang Canada hay sao? Đấy mọi người. Đây coi như là xong, bây giờ chỉ có vớt ra lên mâm cái là ok thôi. Đấy là kết thúc cái quá trình anh em mình sơ chế một cái bộ là nhìn cái bộ lòng lợn mà 1 tạ 2 nha mọi người nhé. Làm một cái nồi này luôn nhưng mà rất là chật. Nên là mình rõ lòng lúc này rất là khó. Nó to quá đâu nhỉ. Nồi này luôn đấy các bạn nhìn thế này. Nồi nhấc lên này. Ôi kinh khủng. Nó nét biết luôn. Chú nhấc hẳn nhấc nặng lắm, nặng lắm. Đâu nhấc nhẹ nhàng lên, nhẹ nhàng lên. Đây mọi người nhìn này. Nguyên một nồi quân dụng luôn. Rồi. Thôi bây giờ anh em mình vớt ra và lên mâm thôi. Chú cũng có thử một miếng nữa không? Cái miếng nào đó vừa vừa để test lại đấy, cắt một cái đoạn đấy, cắt đó đoạn này chưa được á, đấy đúng rồi. Mới được cái tràng thế thôi đúng không? Không, ra mà thử là khả năng bét bờ rin ngay bét bờ rin chiếc anh kìa à, chiếc xây rồi cắt cho mẹ miếng ăn cái đi anh Thắng miếng luôn, nó còn lên nóng. Anh em mình bây giờ cũng chuẩn bị lên mâm rồi, cũng đã test thử và đã chín rồi, thì mấy anh em mình cũng cho lên mâm rồi, uống rượu thôi mọi người. Giờ nó tối tối rồi. Mọi người xem video thì nếu mà có comment như thế nào mọi người hay góp ý mọi người nhé, và cho anh em mình xin một like mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đấy ở trên mà.